Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 và số 2 cũng như phần lý thuyết của cái bài số 1, đó chính là góc ở tâm số đo cung rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho em từ bài số 3 em nhé. Bài số 3. Hãy xếp một tờ giấy được cắt thành một hình ngôi sao năm cánh. Hình ngôi sao thì biết rồi, năm cánh thôi đúng không? Sao thầy bị xấu ta? Một hai ba bốn, trời ơi, hình ngôi sao thấy gớm nha. Năm cánh này nhớ là đều bằng nhau. Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiêu độ? Chỉ bằng một nhát kéo thôi thì nó sẽ ra được cái hình ngôi sao năm cánh này, và nhớ năm cánh này là nó bằng nhau được nè. Thì đầu tiên á, để gấp được như này thì ta phải nhớ này, ta lấy tờ giấy ta gấp đôi lại đây, gấp đôi lại. Sau đó ta chọn cái điểm làm tâm, được không? Ta phải chọn cái điểm làm tâm, rồi chia tờ giấy nó thành mấy phần? 5 phần bằng nhau. Và 50 phần bằng nhau đó nó sẽ bằng chính 50 góc ở tâm đó, được không nào? Mà khi mà gấp lại như vậy á thì nó sẽ ra được là gì bao nhiêu em? Nó sẽ ra được, khi mà gấp lại thì nó sẽ ra được 180 độ. Mà ở đây là 5 phần bằng nhau, như vậy người ta sẽ chia 5 ra. Như vậy thì mỗi cái góc ở tâm của nó sẽ bằng 36 độ. Được chưa? Rồi, chúng ta giải này. Phần này thì rất dễ, giáo viên sẽ thực hành cho các em nha. Đầu tiên ta gấp đôi tờ giấy, nhớ nha. Sau đó ta chọn cái điểm làm tâm ha, rồi chia cái tờ giấy ra thành 5 phần với tương ứng là 50 góc ở tâm, và 5 góc ở tâm này phải bằng nhau. Như vậy khi đó cái mỗi góc ở tâm bằng, chúng ta lấy 180 độ chia cho mấy, chia 5 thì sẽ bằng 36 độ. Được chưa? Ta sẽ đi sang bài số 4 em nha. Ta đi bạn sang bài số 4 em. Hai tiếp tuyến tại AB của đường tròn tâm O bán kính R. Tiếp tuyến tại thì biết rồi. Cách nhau tại M, biết rằng OM thì bằng 2R. Người gặp đôi bán kính này. Tính số đo của góc ở tâm AOB. AOB. Giờ chúng ta có thể vẽ cái hình một xíu nha. Ở đây thầy sẽ dùng cái compa. Nó chọc chòi ghê. Do nó chọc chọi cái chỗ máy quay nha, đụng máy quay. Rồi ở đây tròn tâm O này, hai tiếp tuyến tại đây cách nhau tại M, tiếp tuyến tại thì người ta biết rồi.
đây tiếp điểm ở đây là A, tiếp điểm đây sẽ là B, cách nhau đây sẽ tại M. Ok, biết OM bằng 2R. Tiếp tiến thì khi đó chúng ta sẽ nói bán kính sẽ vuông góc tại tiếp điểm này. OM thì bằng 2R. Như vậy thì đây chính là R, đây là R, còn cái đoạn này là 2R. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu thì em làm gì? Đó chính là tính số đo của góc ở tâm AOB. Các em thấy này. Như vậy thì đối với bài này, để tính được cái số đo góc ở tâm AOB thì theo em ta nên tính cái gì? Tính cái gì trước này? Theo tính chất của hai tiếp tuyến gì các em? MA và MB cách nhau tại M. Đó nè. Thì nếu các em tính được, tại vì khi đó MO này sẽ là tia phân giác, mà tia phân giác thì hai góc này nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Đó. Em hiểu không? Nhưng mà nếu các em tính ra được tia phân giác ở đây và ở đây, ở đây đều là tia phân giác, hai góc này sẽ bằng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tính ra được một góc này, hai góc này bằng nhau, mà chúng ta tính được góc này hoặc là góc này thì chúng ta tính ra được góc tổng là AOB. Như vậy bây giờ thầy sẽ đi tính nhiệm vụ, thầy đi tính góc AOM, góc này này là bằng bao nhiêu độ này, các em hiểu không nào? Đó. Như vậy thì ở đây này chúng ta sử dụng cái gì các em? Sin cos tan cotan. Như vậy góc ở đây thì cạnh này sẽ là cạnh đối, chứ nữa góc vuông ở đây thì cạnh MO này sẽ là cạnh huyền và đây sẽ là cạnh kề. Thầy biết kề và huyền thì thầy sử dụng cos. Cos của góc AOM thì sẽ bằng kề chia huyền, hay nói cách khác R chia cho R thì bằng 1/2. 1/2 thì chứng tỏ góc này sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ này. 60 độ thì chứng tỏ góc AOB gấp đôi 60 độ này, cả cái góc to này sẽ bằng là 120 độ này. Đó. Hiểu chưa? Chúng ta làm này. Chúng ta ghi thầy này, xét cái đường tròn tâm O có MA vuông góc với OA. Tính chất của tiếp tuyến đúng không ạ? Tính chất tiếp tuyến ta ghi rõ để mà thầy cô khỏi bắt bẻ. Các em hiểu không? Như vậy thì trong cái tam giác MAO có cái góc A là bằng 90 độ, có OAM sẽ bằng 90 độ. Chúng ta có vuông tại A thì bây giờ chúng ta sử dụng cos của góc AOM sẽ bằng kề chia huyền là OA chia cho OM sẽ bằng R chia cho 2R sẽ bằng 1/2. 1/2 thì từ đó chúng ta suy ra cái góc AOM sẽ bằng là 60 độ. Có được không? Em hiểu nào? Rồi, như vậy chúng ta tính được cái góc AOM là 60 độ. Chúng ta ghi lại có cái anh OM là cái tia phân giác của cái anh AOB không? Của cái góc này. Tính chất của hai tiếp tuyến MA với lại MB cách nhau tại M, nên từ đó ta suy ra góc AOM sẽ bằng 1/2 của góc AOB. Mà mục đích chính ta đi tính góc AOB, ta lấy số 2 này nhân lên lấy 2 nhân cho AOM sẽ bằng 2 nhân 60 độ sẽ bằng 120 độ. Vậy AOB sẽ bằng 120 độ. Xong. Thấy chưa? Đó. Trong clip sau thầy bắt đầu quay cho em bài số 5 nhé. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.